Lời ngỏ từ vườn xoài. Cuộc sống thầy và trò thời dịch bệnh. Trong thiền đường, ngoài tọa thiền chuyên tâm, Ruma và học trò còn lao động ngày đêm. Hôm nay cùng nhau ra vườn xoài hóng mát. Bà con ơi, bà con! Quẹo lửa! Quẹo lửa, cái này ngoài đời chắc con thấy cái này chắc là quẹo lửa liền. Quẹo lửa. Lần đầu tiên tôi nghe câu này nữa. Quẹo lửa, quẹo vô rồi chút mà lửa đây đó hả? Hả? Quẹo vô chút mà lửa. Quẹo vô lửa xoài đi anh chị em ơi. Thôi. Quần ngon quá. Ngon quá đừng tu ơi. Xoài này ngon quá hả? Quá wow, xoài này còn hơn là xoài thiên đàng. Cây xoài bự à? Nè. Vườn xoài vẫn rợp mát giữa trưa nắng. Nặng trĩu cành, xum xuê trái chín cùng trái xanh. Tán lá xoài chao nghiêng khi gió lộng trên cao. Bao năm rồi, ta mới có vườn xoài này nhỉ? Vườn xoài là nơi thiền sinh bốn phương trú ngụ. 7 ngày thiền thất, thiền sinh ngơi nghỉ tại đây. Tán xoài che nắng cho các con ta bao năm. Mùa dịch bệnh, vườn xoài cũng nhớ thiền sinh nhiều lắm. Ta đi quanh vườn xoài nhìn ngó ngó. Những chùm trái xoài lủng lẳng trĩu cành cây. Tán lá xoài xanh mát, đung đưa rất dễ thương. Chỉ mới nhìn thôi là muốn ăn xoài liền tức khắc. Trái xoài vườn Ruma quý hơn các trái xoài khác. Bởi xoài này được kết tụ nơi trăm ngàn người tu hành. Bầu trời luôn rợp mát bởi sự chở che của vườn xoài. Trái xoài được kết tinh bởi trăm ngàn vạn công đức. Một trái xoài xanh, hai trái xoài vàng, ai nhìn cũng thích. Xoài giòn, ngon, đậm đà hơn khi ăn chấm muối cay. Xoài tiếp là ban tặng cho nhóm hai xoài. Xoài ăn rất là ngon. Đúng không mọi người? Quá đúng. Hai ba nè. Hai ba. Ăn gì nên ngửa, thích ăn cái hộp. Nhớ, xoài ăn xong. Camera. Anh kia sao xấu đi. Mình lấy cái đẹp cho nó không chịu qua lấy cái quả đẹp quá. Ôi. Trưa nay tăng đoàn đang bẻ xoài cùng Ruma gửi về quê hương tặng thiền sinh nơi đất Việt.
để gửi về Việt Nam. Đất nước thành công chữ S có nghĩa rằng con lạc rồng châu tiên nay được hưởng thụ ân điển của thần linh sư của Roma. Thì là hè đẹp chưa? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, chạy luôn một chùm đó. Rumata rất yêu thương vườn xoài rợp bóng mát. Vạn trái xoài ngoài không bằng một trái trong thiền đường Ruma. Thiền sinh ơi, giữa vườn xoài ta rất nhớ các con. Thượng đế ơi, sao người bày đặt sự cách trở? Hơn năm rồi ta cách xa các con bởi đại dịch. Virus đã ngăn cách người thành tâm đến tu hành. Cầu xin Thượng Đế ban cho muôn sinh phước lành, để thiền sinh lại được trở về vườn xoài nơi thánh địa. Minh Sư Ruma viết bài thơ hồi 5 giờ 20 phút chiều ngày 27 tháng 2 năm 2021 tại thiền đường Campuchia. Những vần thơ yêu thương mà quý vị thiền sinh chúng ta vừa được thưởng thức cũng đã phần nào nói lên được tình yêu thương, hương vị ngọt ngào của Minh Sư Ruma dành cho tất cả quý vị thông qua những quả xoài thơm ngon mà Ngài cùng những người xuất gia của mình tự tay hái. Một năm đại dịch kéo dài, sự cách trở về địa lý cũng không ngăn được những món quà chứa chan tình yêu thương và công đức vô lượng từ lực lượng tu hành đời đời kiếp kiếp của Minh Sư Ruma dành cho những người con trên mảnh đất hình cong chữ S. Đời này đủ duyên, đủ phước, có Minh Sư vị thế. Chúng tôi, những người trong ban làm việc cũng không biết nói gì hơn nữa, vì tất cả những gì yêu thương, những tâm sự xa cách nhớ thương của Minh Sư Ruma dành cho tất cả quý vị thiền sinh, tất cả đều được Ngài gửi gắm trong bài thơ Lời ngõ từ vườn xoài, được đúc kết từ buổi lao động cùng những người xuất gia trong tăng đoàn chánh pháp của Ngài trong buổi chiều 27 tháng 2 năm 2021. Khi quý vị xem được đoạn phim phóng sự này, cũng là lúc hàng ngàn quả xoài đặc biệt vượt hàng trăm km đường xa xôi từ thiền đường về đến quê hương Việt Nam để cho tất cả quý vị ai ai cũng được thưởng thức những quả xoài thơm, ngon, giòn ngọt từ chính tay Minh Sư Ruma cùng những người xuất gia của Ngài trong buổi trưa oi ả, vẫn rộn rã tiếng cười lựa từng quả xoài ngon nhất dành tặng cho quý vị. Chúc tất cả quý vị thiền sinh thưởng thức những quả xoài thật ngon miệng, và hãy luôn luôn nhớ rằng Minh Sư Ruma cùng tăng đoàn chánh pháp của Ngài luôn luôn đồng hành cùng tất cả quý vị trên mọi nẻo đường tâm linh cũng như trong từng nhịp thở của đời sống thường nhật, nhất là trong những ngày đại dịch kéo dài như bây giờ.